Beirut kìa. À, người anh em Beirut à, ông này ông đi Blood của mình trong lần trước anh em ơi. Hello. Hello. Blood không? Cá cá. Chịt toài. Chào nhau ấy anh em ơi, chào nhau đấy. Chào nhau bằng một phát PK anh em ạ. Ông hello mình cũng hello. Sao nó đi ra ông lại PK trên toi mình anh em ạ. Xin chào tất cả anh em. Vâng, lại chuẩn bị reset anh em ơi, 306 level rồi này. Nhặt được ít huy chương vàng, săn boss ít được ít đá tạo hóa rồi này. Bây giờ là đi học quả báo ánh sáng anh em ạ. Đủ rồi, 306 level là đủ học báo ánh sáng rồi. Bây giờ sẽ nạp đam là được bao nhiêu đây? Đam đang được 1.700 anh em ạ, 1.700 đam. Bây giờ sẽ học báo ánh sáng này. Tích vào đây này. Báo ánh sáng này. Đấy, càng thuần 3. Rồi giật đi. Bảo ánh sáng. Đam to hơn nhỉ? Đam là 1.800 anh em ạ. To hơn rồi. Như vậy là đam bảo ánh sáng là to hơn quẩy rồng anh em ơi. Đấy, MG đam bảo ánh sáng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi khảm cái vũ khí này có ra dòng vàng anh em ơi. Đấy, nhặt được 4 viên đá tạo hóa này. Bây giờ cùng về bên Ada đi. Ada 1. Đây. Ui, còn hết máu gì kia. Nàng tiên cá này. Ui, đồ này ngon đấy nhỉ. Xem nào. Xem trang bị cái nào. Úi rồi ơi, nguyên set ngọc bích cộng 9 anh em ạ. Giảm sát thương này, 8 orb. Dòng vàng thì hơi gọi là lôm côm. Tăng khả năng tránh đòn PVP. Vũ khí này tăng lực đánh cao nhất. Ok rồi này. Ui, 10% cơ à. Man hoa cung 10%. Đại quỷ này, thuê này. Ring pen chưa có anh em ạ. Nguyên một cây ngọc bích ở 4%. Ok, dẫn lượt tôi. Triệu tập linh hồn vứt đi này. Vòng chuẩn lửa vứt đi này. Để còn đây anh em ơi. Khả phát nào. Một phát là ra được được dòng tăng lực đánh cao nhất luôn này. Ông này ông xả rác ở đây à ông. Hello video. Hello. Người anh em. Đấy, người anh em mình đang cũng đi khảm dòng vàng đây này. Rồi cho xuống anh em ạ. Vẫn chưa mở thùng đồ phụ. Đấy, mở thùng đồ phụ chúng ta phải mua ba lô này. 50.000 anh em ạ. 50.000 Wecoin một phát ấy. Chưa đủ anh em ơi. 123.000 Wecoin để dành. Cứ từ từ. Nào phát đầu tiên nào, đá tạo hóa ơi. Tăng ma lực. Phép là phải tăng ma lực anh em ạ. Tăng ma lực đây. À. Ui xịt xịt xịt. Đá tạo hóa đang hiếm anh em ạ. Đang hiếm, đang hiếm, đang hiếm. Đang hiếm. Ui giời ơi, lại xịt, di chuyển thôi. Còn hai viên, còn hai viên anh em ạ. Không biết có lên được cái dòng tăng ma lực không đây. Lên, lên. Ui giời ơi, giảm nhanh nhẹn yêu cầu cũng 6. Nhìn đã biết ông đang dùng cây, dùng đây để đập cũng 9 đúng không? Đúng vậy bác. Đấy. Xong cảm cảm xóa xóa anh em ạ, dòng này hơi lởm. Dòng giảm nhanh nhẹn yêu cầu cũng 6 hơi lởm anh em, quá lởm luôn rồi. Nào, viên cuối cùng anh em ơi, viên cuối cùng. Viên cuối cùng. Ma lực. Tăng ma lực. Ma lực. Boom, ui xịt anh em ạ. 4 viên. Lên được mỗi cái dòng vàng gọi là giảm giảm gọi là cái gì? Giảm cái dòng vàng lởm anh em ạ. Xem nào, ngân hàng có gì không? 11 viên Blast này. 14 viên tâm linh này. Trao 5 viên này. Đấy, đá tạo hóa không anh em ạ. Rồi. Giờ đi về lấy ít huy chương vàng anh em ạ. Lấy ít huy chương vàng xong ném. Anh em giờ đang win 1 này, đồ xem đen xì xì anh em nhé. Ông là rất VIP giờ bây giờ cộng 9 anh em ạ. Còn đâu là đen xì xì win 1 thôi. Đây rồi, đây rồi. Lưỡi hái của người anh em cho đây. Giờ lấy ít huy chương vàng anh em ạ. Ném. Ném thì qua ăn ăn ad luôn. Úi dồi anh em đứng đây đông rồi này. Tiền này. Tiền tiếp này. Tiền tiếp ok. Ok, Black đâu. Xong rồi không có Black rồi. Mở lét đâu, vũ khí trao đâu.
toàn đi tiền anh em ơi. Tiền được này, tiền nhặt để đi PK này, rửa tội anh em ơi. Ấy à, hai tay ôm hai em này, xem đồ anh em ơi. Wing 1 này, cộng 9 này. Úi giời ơi, cộng 9 anh em ạ. Set này set cộng 9 này. Tăng khả năng tránh đòn PVP cộng 3 này. Ring pen chưa có gậy chào này. Ủa đứng cái gậy cộng 10 này. Ê, tăng ma lực anh em ơi. Tăng ma lực cộng 600 này là VIP đây này. Ok đấy. Set này là set bone trắng này. Ông này là ngay chừng là VIP anh em ạ. VIP rồi. Ôm một mũ là diện phản hồi 5% lực tấn công thôi. Còn 4 món còn lại là giảm sát thương ok rồi. Ném tiếp. Đấy, mỗi lần đi reset xong, đi cày xong là chúng ta có huy chương vàng. Về bắt đầu ném thôi. Đấy, mài hòa cung này, cộng 6 anh em ạ. Cái này có ai đấy? Ủa tôi luôn à? Tôi thì tôi xin. Không chào của ai? Của tôi à? Cộng 3 là hợp này. Gia tăng tốc độ tấn công là hợp này. Đồ vẫn đen xì xì anh em ạ. Chưa có gì gọi là VIP Pro đây cả. À được hộp này. Chết phun. Giao dịch bạn đi cho gì đấy ông ơi. Từ để tôi đi đổi đôi cái nào. Ủa chết nhanh không mất nào. Giao dịch này. 1, 2, 3. Ok. Đấy, XPDOS đổi được. Ôi chết, mất coi rồi. Thế là mất. Gì giao dịch cho gì đấy bạn ơi, bạn cho gì đấy. Ôi giời ngon. Nàng tiên cá này cho 10 viên ước nguyện với cả 10 viên tâm linh em ạ. Ok. Ôi giời. Chú đi gặp đập đầu đây. Ok. Cảm ơn người anh em nhé. Ngon. Lại được thêm ít bullet để đi gọi là reset anh em ạ. Bây giờ tôi bị reset 12 lần. Ok. ngon. Úi giời, giờ ra được hộp này. Gì đây? Kết bạn là ok luôn. Kết bạn luôn. Mấy khi anh em ơi. Gì đây? Mai hoa cung này. Thì tôi làm ông đập xịt lên phải bù ngọc. Ok. Cảm ơn bác nhé. Kia. Ok luôn. Ngọc bây giờ nhiều anh em ạ. Anh em giờ đi cày nhiều lắm. Không như là ngày đầu đâu. Ngày đầu chúng ta cần phải gọi là gì ạ? Cay ép nhau từng con quái một. Chứ bây giờ thì đầy rồi. Ngọc bây giờ lại đầy anh em ạ. Thao hồ reset thôi. Giờ ném hộp nào. Anh giờ chuyện trả ném con mắt làm gì. 200 này. 200 tiếp này. Ô xịt nhiều thế nhỉ. Cô đu năm ơi. Ra được cái món gì đây nào. Vậy cô đu đi. À, khiên hỏa long này. Không có lắc anh em ạ. Phản hồi 5% được tấn công. Hết chưa nhỉ. Hết rồi. À còn huy quân huy chương vàng này. Thôi được rồi. Giờ đi reset anh em ơi. Tiếp tục lại reset thôi. Nhiều anh em họ mắc rồi. 50 lần reset rồi. Là bây giờ chỉ có đi săn boss thôi. Săn boss kiếm đồ thôi. Cái để lại đi. Còn mình bây giờ là đi reset để cho nó đủ 50 lần anh em ạ. Rồi 21 viên ngọc ước nguyện là đủ reset rồi. Rồi bây giờ qua bên Noelcia. Rồi 306 level 12 là tích lũy cái này. Đấy, reset 13 lần được 13.000 point anh em ạ. Ok, cộng vào đây là 300. À, nhanh nhẹn là bao nhiêu nhỉ? Nhanh nhẹn cho 7.000 đi. Ngoái cho nó tít anh em ạ. 5.000. 5.000 cơ mà. 5.000. Còn đâu tăng vào máu đi. 763. Đấy. Càng ngày càng khỏe anh em ạ. Xem đây có ông nào bán đi kiếm vẩy không nhỉ. Mua. Đấy có đu này. Ủa trời ơi 150k anh em ơi. À thế. Mua. Đấy, đá này. Đá nguyên thủy anh em ơi. Đá nguyên thủy này, đi xoay ra đá tạo hóa này. Thảm dòng vàng đây này. Mua. Cái Blast này bố bán 16.000 quy coi anh em ạ. 16.000 quy coi. Wow, ông này ảo này. Ông này ảo anh em nhìn này. Bán lẻ nhá. Tất cả đây đều là lẻ nhá. Tất cả đều là lẻ. Một viên một này.
ông để giá 16.000 Recoin này. Đấy, xong tự nhiên có lòi ra một viên này là 160.000 Recoin anh em ạ. Bây giờ gọi là treo đầu dê bán thịt chó nhá. Ông này ông tên nhân vật là gì đây? Cung à? Phải cung ông nhỉ? Cung 123 đúng không? Đấy, ông cung 123 nhá, bán ảo nhá. Ác đẻo này. Đồ giảm giá thường đắt phết anh em ơi, 100.000 Recoin một món này. Ảo tung chảo anh em ạ. Quần lở đều 50.000. Kiếm đắt 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 anh em ạ. Đây. Bây giờ ít đồ lắm anh em ơi. Chỉ có mấy người bán có đồ để bán thôi, đồ ngon để bán thôi. Chứ anh em bây giờ là chưa có đồ đâu. Đấy, đồ toàn đồ đen xì xì thôi, Wing 1 thôi. Chân. Chân. Ngoài bán kiếm vẩy nhà, tôi mua kiếm vẩy tôi đi vẩy cái nhà. Mua này. Ui rồi, rồng đen anh em ơi. 100.000 Recoin một món ạ. Đồ đang đắt đấy. Đồ đang hiếm anh em ạ. Wing này 10.000. Hết hết rồi. À bây giờ sẽ phải đi làm con gấu anh em ạ. Bùa X này 10.000 Recoin này. Đấy, hôm nào cày thì chúng ta mua thôi. Còn hôm nào không cày thì thôi. Gấu này. Đấy, thì là 20.000 Recoin. 20.000 Recoin đi nhặt cái huy chương vàng xong là đổi đồ X thì nó lại có ngay anh em ạ. Ok ngay. Rồi gấu đâu, gấu đâu? Cho lên. Chưa có ring pen gì anh em ạ. Chưa ai có ring pen gì cả. Qua đây làm quả kiếm vẩy xem nào. Làm quả kiếm vẩy nào. Nhanh nhẹn. 425. Em có sự kiện gì không nhỉ? Ủa chưa sự kiện gì anh em ơi. Bán áo bôn lắc 4% giảm thương bằng 15 blast. Úi xù ôi, 15 blast luôn anh em ơi. Ngon chết. Ui ơi, này vẫn cày, này vẫn cày ạ. Ôi 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 ôi. Vẫn đông lắm anh em ạ. Quánh đi, quánh đi. Sổ đốt lửa này. F22 này. Sát được, sát được, sát được anh em. Thì vui phát xít à. À bây giờ bắt đầu là cho hiện chữ lên trên đầu rồi anh em ơi. Chứ không hiện chữ lên thì chả biết ông nào. Gọi nhau về Norencia, gọi là Chaze thì có mà tìm nhau gọi là mút mùa anh em ơi. Đây là Gohan này của vui phát xít này. Ông nào đây? Gohan 99, Gohan 88. Ai à, hai ông này cũng ngác rồi. Ông này cắm đúng đây để cắm huy chương vàng rồi anh em ơi. Huy chương vàng rồi. Đi đâu đấy? PT không? Lốt 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 anh em ạ. Lên 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 lốt lên lốt xong rồi, lên rồi, đủ rồi. Bây giờ bắt đầu giật set này. Úi giời ơi, đội hình gì đây? Nặng nhỏ. Úi vào luôn à. Vào luôn anh em ạ. Vào luôn luôn. 39 rồi. Phun 10 người luôn. Thì kia lên đánh nhanh level được cho đó không bạn. 4 level nữa là reset. Ok anh em ơi, cày reset đi. Tôi reset 13 lần thôi. Ngày túc tắc reset 2 lần anh em ạ. Kiếm hủy diệt này. Kiếm hủy diệt. Ấy ôi 10% ngon này. Kiếm này cho MG chiến với cả DK chiến. Ok này. Mua áo xương lắc 4. Ai bán inbox. Ông kia vừa bán 15 blast đấy. Lấy blast ta mua anh em ạ. Tiền tệ bây giờ nó blast. Blast dùng để reset là một này, xong rồi Blast dùng để đập đồ là hai này. Tôi 100 rồi, 100 thì reset đi. Đủ level 100 rồi này, ông nào kia Link xe ôm kìa. Nhiều tên nhân vật thì sút vào lon. Ủa hoài quả tên gọi là hoành tráng quá anh ạ. Tết nhất là quả tên gọi là VIP Pro luôn này. Đấy, nhưng em nào mà chưa có Blast thì có thể là gì, mua của anh em trong game. Hoặc là đi cày uy chức vàng anh em ạ. Bây giờ Blast rẻ lắm. Anh em cày nhiều quá rồi. Bây giờ chỉ gọi là gì ạ? Reset max 50 lần này. Sau đó là đi săn bot kiếm đồ kiếm ngọc. Sau đó đập đồ ra anh em ạ. Đây này ông này xem nhá, Lixio này. Vui đoàn kết anh em ạ, chủ hộ luôn này. Hoàng xét dầu hồng nó cho đồ luôn. Xem chuẩn bị. Đấy, chưa có ring pen gì anh em ạ. Chưa có ring pen gì cả. Đấy, gấu thì gấu thuê này. Wing 1, ui wing 1 cộng 0 ạ. Có lắc cộng 0. Gậy phượng này, gậy phượng này. Sát thương phép thuật cộng 2%. Gậy đấy ngon này nhưng mà chưa dám đập lên cộng 9 anh em ạ. Đấy. Úi rồi. Xét lở anh em ơi, xét này lở thôi. Xét này gọi là mặc cho đẹp thôi.
do vậy mà không dám đập đi cộng 9 anh em ạ. Đây này, khả năng tránh đòn cộng 10, không có lắc này. Đập tăng bộ mana này cộng 4% này. Đấy, set này gọi là mặc cho đẹp thôi. Phải là 4% trong con lắc thì anh em bắt đầu mới đầu tư gọi là để đi đập lên cộng 10 cộng 11 anh em ạ. Đồ giới hạn bây giờ đang chỉ là gọi là đập cộng 11 là cao nhất rồi. Win 1 này, reset 50 lần này và gì ạ, xoay đồ cộng 11 là cao nhất. Ring pen chưa có anh em ạ. Bây giờ không phải reset đã. Chúng tôi bây giờ reset phải cần bao nhiêu level nhỉ? Cần 200 anh em ạ. Đứng đây là ok rồi này. Bao nhiêu coin ở đây? À, sử dụng kiếm xem nào. Kiếm này thiếu 100 điểm nữa. Bạn cần 99 điểm nữa một sức mạnh. Cho mày luôn thành 581 đi. Ok chưa? Sẽ như đánh con này đan bao nhiêu nhỉ? 1.900 anh em ạ. 1.900 đam. Giật bão ánh sáng này, bỏ này xuống. Đeo kiếm này lên. Bánh sẽ là bao nhiêu? 1.200 thôi anh em ạ. 1.200 thôi. Thử xem là quẩy kiếm nữa nè. Gian chùm 4. Đấy, quét rác. Ui, quét rác được có 1.100 thôi anh em ơi. Tại vì mình đang có cái gậy lôi phong này đang ngon anh em ạ. Cộng 9 này, tăng tỷ lệ sát thương hoàn hảo cộng 100 này. Anh ngày đầu open là mua quả gậy này là mất 2 blast anh em ơi, 2 viên blast ấy. Bây giờ thì rẻ hơn rồi. Bây giờ anh em đang ném rất nhiều đây này, cộng 9 này, gia tăng sát thương cộng 200 này. Cùng này chắc thì 1 blast thôi anh em ơi. Cùng phong đao này. Cùng phong đao hồi mana khi giết quái vật rồi. Con này có khi là chỉ 1 blast thôi. Đây phải đi tìm quả ô huy chương vàng này thôi nha nào. Ok kìa, cút đồ rồi anh em. Vật phẩm này không thuộc về bạn. Ô như vậy là có team khác rồi anh em ơi. Để tôi nhặt cho. Tôi nhặt nào. Được chưa, nhặt được rồi. Đây anh em ơi. Nhặt được ok rồi, không bỏ này xuống đi. Đeo cái gậy này lên. Giật xét đi. Giật xét đánh cho rộng anh em ạ. MG là giật xét là mạnh khỏe hơn là ngoài rồng. MG vẫn là một cái gì đấy, nó là con lai giữa DK với cả số Master anh em ạ. Vừa xoay kiếm được này, vừa đánh phép được. 97 từ nãy bây giờ đâu hết rồi. Ui dồi ôi, hỏng rồi. Team của tôi điều hết anh em ạ, để xem nào. Atlan này. Đây là qua bên Atlan S rồi anh em ơi. Atlan 2 rồi. Mỗi mình à. Ơ thì bạn ơi, các bạn đâu hết rồi. Các bạn đâu hết rồi, để tôi mình này. Trang trang 2 xem nào. Norancia Atlan. Mấy hôm ngày đâu hết rồi, sao được Atlan S nhiều kia. Bây giờ thì lên bãi khác rồi anh em ạ. Bây giờ thì lên K2. K2 chưa lên được. K2 cần 126 level. Bánh này bao giờ mình chết đây. Anh em tôi đâu hết rồi. Lốt 7. Xem anh em nào, lốt 7 không nào. Lốt 7. Nỏ thánh này, những triệu hồn này. Phản hồi 5% tấn công. Thoát PT anh em, vào đây xong qua PT thôi. Đây rồi, chứ này mấy người, 4-5 người gì đây. Cậu nhỏ, úi giời vào luôn này. Úi giời, 6 người anh em ơi, đủ luôn. Chơi vui, vui đoàn kết này. Đúng rồi, anh em người anh em lập quả tên nhân vật là chơi vui là ok đấy. Giải trí thôi anh em ơi, game giải trí thôi. Bây giờ gọi là hoài niệm là ngày xưa thôi. Chơi gọi là reset tức tắc ngày 1-2 lần. Kiếm vài bên Black mà đập đồ reset thôi. Đây này, xếp hạng này anh em ơi. Đấy, 50 lần hết rồi này. Đấy, đang giới hạn 50 lần này. Level 400 anh em bắt đầu cày Master. Master hình như là cũng giới hạn level 100 đấy. Như vậy anh em bây giờ gọi là cứ chơi từ từ thôi. Ai chơi nhanh quá thì bây giờ chỉ gọi lại là gì ạ? Là đi săn boss thôi. Mua mũ thần long lắc 4 ai bán? Mua đá tạo hóa ai bán? Đấy, DK1102. Quả tên hoành tráng đấy bạn ơi. Đây cả nhất không nhì luôn ạ. Quần phượng hoàng này, giả sát thương 4% này. Đánh thiên đàng. Tăng lực đánh cao nhất khoảng 200. Gọi là nỏ thánh này cũng ok này. Tăng tỷ lệ sát thương hoàn hảo 10% này, sức đánh cộng 12. Gậy Kundun này. Gì đấy? Đi phô mà nhập cho nó nhặt đi. Level 117 này.
có sự kiện gì không nhỉ? À đây là em không đến lâu này. Về 3 3 3 3 3 3 3 chuẩn bị hốt nguyên lâu anh em ơi. Em xe đâu rồi? Vào úi giời ơi, cấp độ áo tàng hình của bạn không phù hợp. Mẹ, sao không phù hợp? À của mình là từ level 100 đến level 159 hay gì nữa, vào đi. Ô kìa, cấp độ áo tàng hình không phù hợp. Tao có nhìn tao tàng hình đâu. Tao đi hôn nguyên lâu mà. Nhấp chuột phải để sử dụng. Ôi không đi được rồi anh em ơi, không đi được rồi. Không hiểu kiểu gì luôn. Chắc là chưa đi cấp độ master thôi anh em ơi. Cấp độ dưới không chưa đi rồi. Điều này là chỉ có đi làm nhiệm vụ cấp 3 thì mới đi được thôi. Tiếp tục cày cày anh em ơi. Chỉ chết 2 phát thôi. Chuột, chuột. Xem hôm nào bán cái gì, mua anh em ơi. Đây đang thiếu này. Giờ là thêm bỏ quần, gọi là quần tiết khuyến nữa này. Hôm nào có quần tiết khuyến bóp lên đi. Quần kim ngân này. Huy chương vàng đấy, ông nào nhặt cái kia. Mình phải cài lại mà auto anh em ạ. Con này chuyển sang set. Nhận được này, đấy anh nhận được Huy này. Lưu này ấn home. Đấy. Tay thần long. Tay thần long phản hồi 5% được tấn công. Cái này cho DK máu là ok này. DK ôm bom anh em ạ. Còn 129 này. Hơi bị slow motion đấy. Grid ông này không vào, không vào đấy. Ôi giời, ông Grid ông giật set từ đấy ra này. Ông không vào VT anh em ạ. Ê mấy cay nhỉ. Ông nào ông oánh được 8.000 đam kìa. Xem đang chơi vui này. Xoay đồ xoay đồ chơi vui. Đấy. Set Legend anh em ạ. Set Legend này, Wing 1 này. Vũ khí trao này, ring pen chưa có này. Bắt đầu soi nào. Đầu tiên là soi quả wing trước này. Quân cánh thiên đăng cộng 2 anh em ơi. Wing 1 cộng 2 này, có lắc này. Xét đồ ma thuật. Tránh đòn không lắc này. Có lắc nhưng mà gia tăng lượng HP này. Có lắc này, gia tăng lượng HP lởm anh em ạ. Có lắc này, phản hồi 5% lượng tấn công này. Ủa, toàn đồ lởm anh em ơi. Không có đồ nào là giảm sát thương cả. Mà kiếm được full một set như này là cũng ok anh em ơi. Đồ đang hiếm. Đây. Đồ hoàn hảo gậy đốt phong này cũng này cũng 9 này. Phục hồi mana khi giết quái vật anh em ạ. Kém của mình. Của mình đây là gì đây này. Của mình là tăng tỷ lệ sát thương hoàn hảo anh em ơi. VIP hơn. Quả này là yếu hơn rồi. Quả này là phục hồi mana thôi. Của mình là VIP hơn này. Ok. Cần mua Win 1 DPK cộng lắc. Đây, có người anh em mua này. Gà con KG. Xèo đi. Đuối đi nhỉ. Đi vào xem mắt khác nào. Lên lên K2 nào. Anh em ở K2 có bãi VIP mà. Lên anh em ơi. Đi vào trong, đi vào trong. Đấy, ông nào búp cho mình này. Sáng lóe mà. Vòng tròn xanh này, vòng tròn vàng này. Gấu ơi chạy nhanh lên mày. Gấu béo này. Đây 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 đây. Đây đây đây. Bắt bắt à. VT anh em ơi. Đây đồng đấy. Hôm này. Tạo nhóm này. Úi xuống vào luôn anh em ơi. Vào luôn rồi hay quá này. Áo tàng hình cộng 8 này. Áo tàng hình cộng 8 này chỉ có đi cấp độ master thôi anh em ơi. 145 này. Bây giờ chỉ ngồi gọi nhảy ever anh em ơi. Đúng rồi bãi VIP anh em ơi. Đi bãi VIP. Vui phát xít này, vui kingdom này. Phát xít với kingdom đang liên minh với nhau anh em ạ. Lay gì ạ? Lay ghi ACA này. No vai này. Láo nà bem này. Để tôi xem ông nào VIP nhất đây, ông xoay đồ cái nào. Ép xem nào, ép thì bắn kinh này, ép mặc nguyên một set thánh nữ này anh em ơi. Phải này, kiểm tra. Và vui phát xít này. Xem trang bị cái nào. Tưởng thánh nữ không phải anh em ạ. Nó lại lốm cơm.
nó lại là mỗi thứ một món này. Đầu tiên là ta đến với cái mũ, mũ này là mũ kim kim à, kim ngân nhỉ, kim ngân. Ôi mũ này ngon này, cộng 10 này giảm sức thương 400%, mũ này ngon anh em ơi, mũ này đập lên cộng 11, đồng vàng là mắc binh luôn này. Áo này áo tăng sức phòng thủ nhưng mà thì cộng 0 và gia tăng lượng mana anh em ạ. Áo này lởm, áo này gọi là mặc của cho vũ to thôi. Và chúng ta cùng đến với quần, quần giai nhân anh em ơi, quần giai nhân không có lắc gì cả, có mỗi dòng ích là gia tăng lượng mana thôi. Đây là quả là gì à? Tay thánh nữ đây, có lắc nhưng mà để gia tăng lượng mana anh em ơi. Giày ngọc bích này lại gia tăng lượng mana anh em ạ. Như vậy là set đồ này bây giờ chỉ có mỗi cái mũ này là ngon này, thì là ông cộng 10 anh em ạ. Đây, 10 này giảm sức sát thương cộng 4% này. Đấy, giờ đến đây win nhá. Ui win ngon luôn này, win cộng 11 anh em ạ. Win cộng 11 này. Nhưng mà chưa đập off. Cộng 11 đã mắc ping rồi. Rồi tầm lên vũ khí này, tăng được đánh cao nhất ok này. Ui cộng 11 luôn anh em ạ. Mà VIP đấy. Cánh cấp 1 cộng 11 này. Mỹ nhân công cũng cộng 11 này. Là VIP rồi anh em ơi. Bây giờ phải kiếm thêm quả set đồ thôi. Gấu này chưa ring pen gì cả anh em ạ, chưa ring pen. Level đây 162 này, đánh đây anh em chừng nhanh anh em ạ. Ra đây mày, cái gì cái giữa này ngôn cái nào. Đây là F này, tìm là pro nữa nè. Vương gia, vương gia. À, ông này mặc set flaming này, xem soi 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 lại soi soi người anh em nha. Gì kìa, thánh cái gì đây ơi. Trên trang bị đây, chúng ta cùng đến với cả DK vương gia. Nguyên một set flaming em ơi, quả đầu kia chắc chắn cộng 9 rồi, nhịp sáng chóe kia cộng 9 rồi nè. Đấy, hai quả ring này là ring ring này là ring tân thủ này, ring này là ring và phát cho luôn này. Kiếm phượng nhé, đầu tiên thuộc kiếm phượng như này. Úi giời, quần phong đao 2% gia tăng sát thương đầu ngon đấy này. Con này cộng lên 11 là ngon đấy. Úi rồi, quả của phong đao này cũng ngon này. Con này được hai quả kiếm này ngon nhưng phải cộng lên cộng 11. Cộng 11 với cả thẳng dòng vàng đấy, mắc binh nó mới ngon. Wing thì cộng lên, wing này vẫn đang cộng 0 anh em ơi, chắc là hết ballet rồi. Đấy, biết ngay mà quả vũ thần long cộng 9 anh em ơi. Phản hồi 5% được tấn công này. Con này DK bom mà, DK phản đam à. Áo này, áo cũng phản đam anh em ơi. Áo cộng không phản đam này. Quần cộng không cũng phản đam này. Chân cộng không phản đam này. Tay quái à, ông này nguyên một set flaming gọi là phản đam anh em ơi. VIP đấy, ông này như là VIP rồi. Bây giờ chỉ có đi con Blade đập lên cũng chí cho nó sáng chóe thôi anh em ơi. Ngon đấy, ngon đấy. DK vương gia, DK vương gia ở vui nào đây? DK vương gia là của vui. Vui gì đây? Ôi chết rồi kìa, Lương Sơn à. Lương Sơn thì ông lên phem chết hết rồi anh em ơi. Không biết một. Chết toài. Ôi dồi, level 175 gì này. Cay chứ nhờ. Nguyên một team của tôi về Alan S hết rồi anh em ơi. Về ngắm cá hết rồi. Lên. K2. Này ông vào ông bem sạch anh em ạ. Cay thật ý. Không biết một. MG chém anh em ạ. MG chiến vào nó chém. Mình không để ý, không bơm máu. Vẫn có người đợi của anh em ở đây. Ôi không chém được F à. F bên này. Không biết một. Vào PT đi ông ơi. Đỏ lòm anh em ạ. Mình một đỏ lòm này. Cứ đi chém từ nãy giờ. Quá nhiều đi đây, không đánh đi. Đừng chém tôi nhá. Vâng, heroin lên rồi. Chạy chưa? Chưa chạy này. Cứ đứng đây này. Quánh đi, đúng rồi, quánh đi. Giật đi. Giật đi, trả thù. Khỏe lắm anh em ạ, khỏe lắm này. Cánh tỏa lòn luôn anh em ạ, khỏe lắm. Chết rồi. Anh em level 176 này. Đi nhanh để cho tôi xét cái người anh em ơi. PK làm gì? Để đây, xoay đồ cái này. Ra đây xoay đồ, đâu rồi, bay mất toi rồi. Đáng định xoay đồ anh em ơi. À đây đây. Bây giờ team mình lên rồi.
Heroin lên rồi, Novi lên rồi. Quá nhiều người anh em ơi, tôi chuẩn bị đi set rồi, 177 rồi. Còn 23 level thôi, cố lên, cố lên, cố lên. Bác hai kia anh em, ôi chào người anh em. Chào anh em nhé. Đang cày reset. Kè kè. Heroin. Đứng vào đây, đứng vào giữa, đứng vào giữa. Còn phim hộp của anh em ạ. Tiện thể là nhặt luôn huy chương vàng. Như kia hai là thằng nào? Còn là em đây anh bác ơi, bác heroin rồi. Bác đừng PK em nhá. Em chỉ đi cày reset thôi. 179 rồi. Anh em cho hỏi con quái cuối cùng nhiệm vụ 3. Quái cuối cùng nhiệm vụ ở Barack đây. Đi vào Barack đây là có ngay mà. Như kia hai là thằng nào lên Facebook tìm Lê Minh Hải. Úi cảm ơn người anh em nhá, Nova nhá. Vâng em thỉnh thoảng em làm video gọi là gì, chơi MU cho nó vui anh em ơi. Có cho viên Blast nào không? Không. Em bây giờ này vừa được người anh em game cho 10 viên Blast này, 10 viên sâu. Ấy đủ reset thôi. Bây giờ đang còn 19 viên, reset lần này là trừ 2 viên là còn 17 viên. Bây giờ bắt đầu là reset bắt 2 viên Blast một phát anh em ạ. Bây giờ rồi, 182 này. Nhanh lên. Ôi ôi. Quái đông quá nhưng mà đánh mãi mới chết anh em ạ. Ô gì đấy, ư cái gì đấy, ông nào đánh đấy. Chi phép là xoay đồ của anh em Heroin là cái nào. Heroin à. Xem trang bị. Đây, đây là người anh em Heroin này, MG. Phép MG đánh giật xét nhưng mà lại cầm kiếm vẩy anh em ạ. Chúng ta hãy cùng đến với kiếm vẩy đầu tiên xem nào. Cộng 7 anh em ơi, tăng tỷ lệ sát thương hoàn hảo 10%. Mới 7 thôi. Áo này, áo cộng 7 cuồng phong giảm sát thương này ngon này. Quần giảm sát thương này. Chân giảm sát thương này. Tay cộng 9 giảm thương. À, như vậy ông này ngon anh em ơi. Win cộng 9 ngon này. Như vậy là đồ này nó ngon đấy, đang là cộng 7 thôi. Quả đang thiếu sâu anh em ạ. Thiếu viên gọi ngọc tâm linh để đập đi cộng 9 này. Repent chưa có. Repent bây giờ vẫn chưa ai có anh em ạ. Có như level ở đây 186 này. Cố lên, cố lên. Thì kia chơi vài hôm hết Tết đi làm không chơi được, đúng rồi. Giải trí. Giải trí. Mấy hôm Tết cho vui bác à. Đấy, con game thì khi nào anh em rảnh em vào chơi đúng không? Còn khi nào là chúng ta đi làm thì chúng ta không có thể ưu tiên anh em ạ. Kiếm tiền đi làm vẫn là ưu tiên nhất. Còn đâu đi buổi tối đi làm về gọi rảnh rảnh vào đi xét một hai lần là vui rồi. Thì kia mua mũ thần long lắc 4. À vẫn phải mua đây kìa. Ai làm nhiệm vụ 3 free bảo tôi. À có người anh em kéo đi làm nhiệm vụ 3 kìa. Anh quần phượng hoàng này, giảm thương ngon này. Không đau. 190 rồi, 10 level thôi. Tôi nhận được mấy nhiệm vụ 1, huy chương vàng 2 này, 3 này. 4 cái huy chương vàng này anh em ạ. Như kia, sao bác không live stream gì? Chưa có thời gian bác ạ. Vừa làm video vừa trông con. vừa làm video vừa trông con anh em ạ. Bây giờ đang gọi là đang làm video nói nhỏ nhỏ thôi. Nói to là con nó khóc nó dậy là không làm gì đâu. Tết này vợ nó đi chúc Tết rồi. Bây giờ còn hai bố con ở nhà anh em ơi. Ba bố con ở nhà luôn. Em được hai đứa rồi, hai cháu rồi. Hai vịt rời các bác ạ. Hai vịt rời luôn rồi. Bây giờ nó vẫn đang nói nhỏ đây. Chuẩn bị nó dậy là không làm ăn được gì đây. Hai đứa nó quần trong thì cả ngay không làm được cái gì anh em ạ. Gì kìa. Bác xem cờ đem mua này. Làm được gì không? Cre sau này có khi là gì dùng để nâng cấp anh em ơi. Nâng cấp một cái gì đấy. Nói chung cứ giữ lại hết anh em ạ. Ngọc kiểu gì cũng có lúc dùng. Gì kìa. Tọa độ
ba rách. Ôi cả 98 rồi, ngon, kim này ngon đấy anh em ơi, kim này ngon đấy. Mình chém rõ một lúc là cũng lên 198 rồi này. Chuẩn bị rồi, 199 rồi. Chuẩn bị di xét rồi anh em ơi. Tám kim ngân này. Lên chưa 200 rồi, ok, về xét anh em ơi, về xét. Về xét thôi. Đây, đấy. Như vậy là 30 phút mới reset được một phát anh em ạ. Rồi, Blade này nha. Rồi, cho Blade lên. Blade đang là 19 anh em ơi. Rồi, tích vào đây cái này. Đấy, reset 14 lần, được 14.000 point. Này là cho 500. 300 thôi. Mình đánh MG phép 300 rồi anh em ạ. Đấy, cái này cho 5.000 thôi. 5.000. Năng lượng cho tầm 8.000. Nhanh nhẹn để cho quên thể thể lực máu 763. Ok, đấy level reset tiếp theo là level 200 anh em ơi. Tiếp tục lại đi cày thôi. Vừa đi cày vừa ném thế nào được cái gì không? Tiền này. Được viên wallet thì ngon. Beirut kìa. À, người anh em Beirut à, ông này ông đi Blood của mình trong lần trước anh em ơi. Hello. Hello. Blood không? Chết toài. Chào nhau ấy anh em ơi, chào nhau đấy. Chào nhau bằng một phát PK anh em ạ. Ông hello mình cũng hello. Sao nó đi ra ông lại PK chết toài mình anh em ạ. Beirut gì sẽ thành công lần 43. À ông này gì sẽ lần 43 rồi. Đẹp chuột em xin mấy điểm nhá người anh em nhá. Đừng có PK em nhá. À, ông này ông PK mình nhỉ. Beirut này. À, trả thù luôn này. Bạn tưởng tôi không đánh bạn à? Bạn ơi. Ui rồi. Tôi reset 13 lần, ông này reset 43 lần anh em ạ. Khỏe như con trâu luôn. Ui trời á rồi. Hỏng rồi. Địa bát nào về server 2 kéo với. Qua server 1 đi, tôi kéo cho. Tôi đang ở server 1 đây này. Chết tỏi rồi anh em ơi. DV kép ma. Ra đây anh em ạ. Ra đây rồi. Ok, ông khỏe quá rồi. Mình đi xét yếu hơn. Level 30 này. Xem là level bao nhiêu, lên K2 nhỉ. K2 là 126 level anh em ạ. 126 level mới lên được đấy. Đứng lên cái. À ok, ông ra ông chặn cửa mình sao kìa. Xin tí level. Xin tí level anh em ạ. Ông này cũng hỏi mình. Xin tí level. 40 này. Mới lên được đâu nhỉ. 40 lên được Dung Eon 3. Lốt anh em ạ. Từ lên Dung Eon 3 thế này. Những ngày đầu lên Dung Eon 3 là một cái gì đấy gọi là rất là gọi là pro anh em ạ. Chứ bây giờ thì ok rồi. Giật xe đây. À chúng mày quánh tao đây. Châu lục chết lắm anh em ơi. Châu lục chết quá. Đánh nhanh của lên trên K2 để anh em kéo nè. Chua thua anh em ạ. Đuối lắm. Lốt thôi. Lốt thì lại đông của người. Bây giờ thì qua bên đã biết 2 xem nào. Cũng có một người này. Kích to ông này cắm huy chương vàng đi rồi. Ra bên này nha ơi. Đấy, cái ông Sukura nhưng mà cái luôn. Bây giờ mình không dám thoát PT. Phát PT bây giờ lên thì mấy ông kia ông không cho PT nữa thì lại không cày được level anh em ạ. 49 thế này. Cắm chuột ở đây rồi. DK1102 từ nãy giờ vẫn mua đá tạo hóa anh em ạ. Đá tạo hóa thì hiếm lắm nên anh em chỉ có đi sân boss thôi. Sân boss may mắn nhận được thôi. Sân rồng đỏ đấy. Con rồng đỏ to đùng nhưng may mắn thì mới ra được thôi. Đi nữa nhé. 52.
xem có map nào. À, lên Alan 2 thì này. Alan 2 thì này. Rất là người. Ấy. Cá nó ôi lên đây nhanh này. Cầy một mình ở đây cũng ok anh em ạ. 960 này, ngon. Cát luôn. Bây giờ mình khỏe rồi anh em ơi, reset 14 lần rồi là khỏe rồi. 126 level mới bay được. Ôi chết to, ghi lại PK mình rồi. Thế chỉ đang một cắm chuột để đấy anh em ạ. Tôi đi bãi khác vậy. Lên lốt. Lốt 5 xem nào. 5 rồi. 5 lốt 5. Đây đây đây, cái này có mấy con đây, có 5 con thôi à. Cũng được anh em ơi. Lốt 5. Ui giời, 5 con mới lên được 1 level. Cũng được thôi. Ít nhưng không bị PK anh em. Ông kia cũng PK mình, ông P ông virus kìa, ông PK mình từ nãy giờ anh em ạ. Trên này còn bãi nào không nhỉ? Lốt 7 à. Cái lốt 7 có đông anh em ạ. Cái gì kia? Mày thích nghỉ trên không? Rồi bắt đầu rồi, bắt đầu gọi là đánh nhau rồi. Bắt đầu hầm hè nhau rồi. Bị PK nhiều quá là cay anh em ạ. Cay đấy. Em xin tí level nhá người anh em ơi. 78 thôi này. Cắm ở đây cái hết anh em ạ. Cắm ở đây cái hết thôi. Cảm ơn mọi người đã xem video. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Còn bây giờ thì xin chào và gặp lại. Bye bye.